Tại sao những người muốn khởi nghiệp kinh doanh lại phải học tập phát triển bản thân để kinh doanh thành công? Nguyệt là Hoàng Nguyệt, là một huấn luyện viên thân tâm trí. Trong suốt thời gian hơn 2 năm vừa qua, Nguyệt cùng với cộng sự của mình đã giúp đỡ cho hàng nghìn anh chị thay đổi được cuộc sống, thành công hơn, giàu có hơn, khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Trước đây, Nguyệt cũng đã từng kinh doanh, nhưng với một cái mục tiêu là kinh doanh để kiếm thêm. Nên cái số tiền mà mình kiếm được nó không có được như Nguyệt mong muốn. Và do làm ít nhất là 2 công việc cùng một lúc nên Nguyệt không có một chút thời gian nào để chăm sóc cho bản thân hay chăm sóc cho gia đình mình cả. Mà cứ hùng hục làm từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối, từ tối tới đêm. Mà không hiểu sao cứ khi mới bắt đầu một cái công việc kinh doanh thì công việc rất là thuận lợi. Tuy nhiên là sau một thời gian 6 tháng đến 1 năm là bắt đầu công việc kinh doanh đi xuống và cứ tầm 2 năm là nó dừng lại hẳn. Bởi vì không có tạo ra thu nhập hoặc là âm. Mặc dù kết quả kinh doanh như vậy, nhưng Nguyệt vẫn rất là khát khao mong muốn được làm giàu. Nên cứ hết keo này ta bày keo khác. Hết công việc kinh doanh này, Nguyệt đổi hết công việc kinh doanh này sang công việc kinh doanh khác. Bởi vì bên trong mình luôn có một cái sự khát khao có được cuộc sống thành công, giàu có được cuộc sống tự do về tài chính. Và với những cái khao khát đó, Nguyệt thường xuyên liên tục dấn thân để tìm kiếm những cái công việc mà có thể giúp cho mình tạo ra tiền, tạo ra cái mức thu nhập như mình mong muốn, giúp cho gia đình mình có được cái cuộc sống sung túc hơn. Nhưng khi Nguyệt lao đầu vào kinh doanh, trong khi mình không có cái kinh nghiệm, không có tư duy, không biết cách làm như thế nào, và Nguyệt đã không thành công khi mà mình kinh doanh tới 5 công việc kinh doanh rồi. Và cho tới cái lần đỉnh điểm nhất là bởi vì mong muốn khát khao có được sự thành công giàu có, mà lúc đó lại là thời điểm dịch, công việc kinh doanh của Nguyệt không có phát triển và Nguyệt đã tham gia vào một cái cơ hội đầu tư tài chính không an toàn và Nguyệt đã bị chưa dương một cái khoản tiền khá là lớn. Từ khi đó cái cuộc sống của Nguyệt không có được tuyệt vời và Nguyệt đã bị mất niềm tin với những người thân của mình. Nhưng thật là may mắn đối với Nguyệt, tại cái thời điểm mà Nguyệt tưởng chừng như không thể vực dậy được kinh tế thì Nguyệt lại biết tới môi trường câu lạc bộ Trạm Tay Hóa Vàng và Nguyệt đã hiểu ra rằng muốn kinh doanh thành công thì mình phải có kiến thức, có tư duy, có công thức, có chiến lược của những người thành công. Và cái thứ hai là mình cần phải có một môi trường để học tập phát triển bản thân. Bởi vì tư duy của bạn đến đâu thì tiền của bạn đến đó. Nếu như bạn đang có thu nhập ở mức 10 triệu thì bạn đang có tư duy ở mức 10 triệu. Nếu như bạn muốn có mức thu nhập 100 triệu thì bạn phải có tư duy của những người có 100 triệu. Bởi vì công thức của người thành công đó là cái giá trị bạn nhận được sẽ bằng tư duy gốc rễ của bạn cộng với cái giá trị bạn trao ra cho thị trường. Vì vậy, bạn phải học tập và phát triển bản thân mỗi ngày để nâng cao giá trị cho bản thân mình. Đó là điều vô cùng quan trọng và hết sức cần thiết. Và khi bạn có giá trị, bạn mới có tầm ảnh hưởng, bạn mới được mọi người tôn trọng. Thứ ba, bạn luôn rèn luyện cho mình có tình yêu thương, lòng biết ơn. Và tại môi trường câu lạc bộ Trạm Tay Hóa Vàng, mình được rèn luyện cái thói quen này. Khi nội tâm của bạn trong sáng, thuần khiết thì bạn không còn cái lối sống, sự sân si, vị kỷ và mọi thứ đến với bạn một cách dễ dàng. Thứ tư là bạn hãy học cách đón nhận, ghi nhận những cái thành công. Đây là một trong những cái chìa khóa vô cùng quan trọng, bởi vì cái gì tập trung thì cái đó mở rộng. Khi chúng ta tập trung vào thành công thì thành công sẽ thu hút thành công. Tất cả những điều này Nguyệt đều học được từ môi trường câu lạc bộ Trạm Tay Hóa Vàng. Và Nguyệt đã áp dụng triệt để những cái điều trên. Và nhờ sự rèn luyện đó, Nguyệt đã thu hút cho mình một công việc kinh doanh, là một công việc kinh doanh có thể vươn tầm thế giới. Và Nguyệt đã phát triển công việc kinh doanh đó, có được cái kết quả ngay trong những cái thời điểm khó khăn nhất của nền kinh tế. Đồng thời, Nguyệt đã biết cách ứng xử, cư xử, đàm phán để mọi người xung quanh đồng thuận, hậu thuẫn cho mình. Và từ đó công việc kinh doanh của Nguyệt phát triển một cách vượt bậc. Chính vì vậy, nếu như các bạn đang muốn khởi nghiệp kinh doanh thì trước khi mà chúng ta lựa chọn một công việc kinh doanh, chúng ta hãy học tập phát triển bản thân trước. Hãy học tập từ những cái người thành công, từ những người đã có được cái kết quả kinh doanh như mình mong muốn. Mình học tập từ họ. Và nếu như các bạn chưa có một môi trường nào để học tập phát triển bản thân, gia tăng trí tuệ của mình lên, thì hãy inbox cho Nguyệt sẽ giúp cho bạn vào học tập tại môi trường câu lạc bộ Trạm Tay Hóa Vàng, nơi Nguyệt đang học tập phát triển bản thân. Follow kênh của Nguyệt để nhận được nhiều video giá trị khác.